Sau bão số 5, có thể xuất hiện 1-2 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2023, trên khu vực Biển Đông có thể xuất hiện khoảng từ 1-2 cơn bão áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xảy ra và tập trung tại khu vực Trung Bộ. Dự báo xu thế, khí hậu trên cả nước, từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2023, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2023, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 1-2 cơn bão áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Không khí lạnh trong thời kỳ ngày 21 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2023 tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xảy ra và tập trung tại khu vực Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có nhiều ngày mưa rào và dông, trong đó cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong giai đoạn này, bão áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển, gây ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Thời kỳ này cũng là thời gian chính của mùa mưa tại khu vực Trung Bộ. Do vậy, các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của các hình thế thời tiết như không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió đông trên cao sẽ còn xảy ra trên khu vực, cần đề phòng nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất đá trên khu vực. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Nam Bộ ở ngưỡng xấp xỉ trung bình nhiều năm. Lượng mưa trong thời kỳ từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2023, tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, cao hơn từ 20 đến 30%. Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, cao hơn từ 5 đến 15%. Khu vực từ Hà Tĩnh Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở ngưỡng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng một số nơi ở Trung Trung Bộ thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, thấp hơn từ 20 đến 30%. Từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023, trên Biển Đông đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới và hai cơn bão. Trong thời kỳ từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023, trên khu vực Biển Đông đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới và hai cơn bão. Cụ thể, áp thấp nhiệt đới, chiều ngày 24 tháng 9, một vùng áp thấp trên vùng biển phía đông nam của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Tốc độ gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10-15 km trên giờ. Đêm ngày 25 tháng 9, sau khi di chuyển vào vùng ven biển Quảng Trị Đà Nẵng, áp thấp nhiệt đới di chuyển vào đất liền các tỉnh Quảng Trị Thừa Thiên Huế và suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp. Cơn bão số 4 Koinu, chiều ngày 5 tháng 10, bão Koinu đã đi vào vùng biển phía đông bắc của Biển Đông và trở thành cơn bão số 4. Trong năm 2023, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc. Đến sáng ngày 10 tháng 10 suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc và tan dần. Cơn bão số 5, San Ba, sáng ngày 17 tháng 10 vùng thấp trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc. Đến trưa ngày 18 tháng 10, áp thấp nhiệt đới di chuyển vào vùng biển Quảng Trị Quảng Nam và mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 10 và di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó đổi hướng Nam Tây Nam. Đến trưa ngày 20 tháng 10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đến đêm ngày 20 tháng 10 tiếp tục suy yếu thành vùng thấp và tan dần. Xu thế thời tiết các khu vực trên cả nước, từ đêm ngày 23 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển từ chiều tối ngày 23 đến ngày 25 tháng 10. Khả năng có mưa rào và dông rải rác. Ngày 27 đến ngày 28 tháng 10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, từ đêm ngày 23 đến ngày 25 tháng 10, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ chiều tối ngày 27 đến ngày 28 tháng 10, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khả năng xuất hiện bão số 6, bão số 7. Trong thời kỳ từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2023, có khả năng xuất hiện khoảng từ 01 đến 02 cơn bão áp thấp nhiệt đới, bão số 6, bão số 7 trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn vừa phát bản tin dự báo khí hậu thời hạn tháng trên phạm vi toàn quốc, thời hạn từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11. Theo đó, dự báo xu thế khí hậu tháng, thời kỳ từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2023 như sau. Trước tiên, về nhiệt độ trung bình, trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,51-50C so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Nam Bộ ở ngưỡng xấp xỉ trung bình nhiều năm. Về lượng mưa, thời kỳ từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2023, tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, cao hơn từ 20-30%. Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, cao hơn từ 5-15%. Khu vực từ Hà Tĩnh, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở ngưỡng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng một số nơi ở Trung Bộ thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, thấp hơn từ 20-30%. Khả năng xuất hiện bão số 6, bão số 7 từ 21/10-20/11. Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trong thời kỳ từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2023. Có khả năng xuất hiện khoảng từ 01-02 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, bão số 6, bão số 7 trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Không khí lạnh trong thời kỳ ngày 21 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2023 tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xảy ra và tập trung tại khu vực Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có nhiều ngày mưa rào và dông, trong đó cục bộ có mưa vừa, mưa to. Bên cạnh đó, hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá cũng sẽ tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc. Bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh gây ra gió mạnh, sóng lớn. Về khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế xã hội trong thời kỳ dự báo, bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển, gây ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Thời kỳ này cũng là thời gian chính của mùa mưa tại khu vực Trung Bộ, do vậy, các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của các hình thế thời tiết như không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió đông trên cao sẽ còn xảy ra trên khu vực, cần đề phòng nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất đá trên khu vực. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Các địa phương từ Quảng Ninh đến Kiên Giang chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển. Ngày 21 tháng 10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành văn bản số 389/VPTT gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang về việc chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 10, khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6 đến 7, giật cấp 9, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió cấp 5 đến 6, giật cấp 7 đến 8, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang có mưa rào, dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật cấp 7 đến cấp 8. Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của gió mạnh trên biển, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.